từ tách em làm Quidditch Challenge sắp 13. Sau đó là rất nhiều các anh chị đề nghị em thử tách em làm rất nhiều thử tách nữa. Và bây giờ em sẽ cho các anh chị xem nhé. Đây, bây giờ em sẽ đọc từng cái thử tách nhé. Đây, có một cái là tách em giải Rubik chợ dưới 30 giây. Dưới 30 giây. Ok, di thử nhé. Đây, thì Rubik chợ thì ở đây em sẽ có Central Region. Hôm em còn chưa lúc cái gì, nó còn xít hơn cả Rubik chợ anh chị ạ. Và bây giờ em sẽ thử làm sắp 30 giây nhá. Em sẽ nhất thử tách của em. Anh yeah. Xí quá, chắc thế. Con này em phải gầu tay lên để cho nó nhanh anh chị ạ. Rồi, và em xem này. Đây, bây giờ em sẽ đọc tiếp nhé. Anh thách thức khôi giải được con gan 354 được 11 giây. Đây các anh chị nhá, đây là con gan 354 của em. Lâu lắm em không mang con này ra chơi vì là cái con này là cái kỷ niệm của em trên siêu thể năng nhí, các anh chị có nhớ không? Chính con này em đã làm đó, và em không muốn cầm con này ra vì là sợ nó bị bạc màu anh chị ạ. Và bây giờ là em sẽ bỏ ra để em làm thử thách của anh nhá. Thử thách 11 giây này thì em sẽ cố gắng làm được các anh chị nhá. Và vì là hôm nay mấy thành tích của em thì toàn trên 12 thôi, cho nên là bây giờ em sẽ cố làm nhé. Đó, em cũng rất vui khi các anh chị đề nghị cho em ta những cái thử thách vui vẻ các anh chị. Và bây giờ em sẽ bật đồ lần. Oh no, em đã fail thử thách này. Thử thách này em đã không làm được. Và anh xin thua thử thách này các anh chị nhá. Và bây giờ em sẽ lại đóng vào tiếp trò mới các anh chị ạ. Đây, em lại đế ra cho cũ. Khách, đây anh Hiếu nhá. Các anh chị nhá, anh Hiếu. Khách khôi giải OH dưới 40 giây. Cái này cũng hơi khó với em, nhưng mà em vẫn xin ạ. Và bây giờ em sẽ dùng con nào bây giờ? Đặt gì ở ngoài 2021 các anh chị nhá. Và bây giờ em sẽ bắt đầu làm thử thách OH của anh dưới 40 giây. Và bây giờ em sẽ bắt đầu rồi nhé. Xem cái thử thách này em có hoàn thành được không. Thử thách của em đã làm được là OH sắp 40. Yes. Và tinh thần của em đã nổi hết lên. Quạt. Và bây giờ em sẽ liên tiếp thử cách thử thách khác nha. Có một anh cách anh hang nguyên. Em chả hiểu được nha nữa. Và bây giờ em sẽ đọc nhé. Tách khôi kêu bố
của cô giáo Rubik. Đây, bố của em đằng sau camera. Và đấy, các anh chị có nghe thấy tiếng bố em cười không? Nhưng mà các anh chị giữ sĩ diện cho bố em thì nhá. Các anh chị giữ sĩ diện cho bố em thì nhá. Bố em tần phút rồi. Bố em tần phút rồi. Cho nên là lên hình mình sẽ mẹt 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 mẹt. Và bây giờ em sẽ nhìn từ tay kép đi nhá. Đây, anh Hoàng Phi là anh đã từng thi đấu với em. Em đã từng thua anh rồi. Và đấy là một anh ở Tây Ninh anh chị ạ. Và anh bảo thách em giải OS sắp 15 giây. Anh Phi chơi em hơi khó đấy. Anh Phi chơi em hơi khó đấy. Và em sẽ tập luyện để vượt qua được thử thách của anh. Yeah. Và bây giờ em sẽ tìm thử thách. Luôn nhìn. Các anh chị ạ, có một anh thử thách em làm Rubik khổng lồ sắp 25 giây. Và bây giờ em sẽ bắt đầu làm nhé. Đây, Rubik khổng lồ của anh em đây. Quy gì? Bây giờ em sẽ bắt đầu làm nhé. Hôm trước em review thì em chưa quen cho nên là nó sẽ hơi bị kiểu làm nó sẽ không được tốt. Mấy hôm nay em quen rồi cho nên là em nghĩ là thử thách của em là thử thách của anh là em sẽ cố được anh chị nhá, làm được. Đấy, và bây giờ em sẽ bắt đầu làm nhé. Oh no. 30 giây. Em đã không thành công. Không thành công. Các anh chị cho em làm một lần nữa nhé. Ok. Và bây giờ em sẽ bắt đầu làm. Yeah. Vừa nãy là em hơi bị sai ở chỗ F2L. Còn đâu à. Yeah. Lại còn skip BLL nữa cái gì. Công nhận cái Rubik này to thiệt á. Yeah. Xem nào. Chuyển lên màu vàng. Và đây. Ba rồi. Đây, anh Bùi Trung Dương. Anh bảo thích khôi giải 4x4 dưới 1 phút 30 giây. Ok, và bây giờ em sẽ bắt đầu làm nha. Đây, em sẽ dùng một loại hết. Em đã vào xong rồi. Và bây giờ em sẽ bắt đầu làm. Và làm 1 phút 14. Ok các anh chị, và em đã làm được. Và video đã dài rồi.
thì em sẽ nghỉ ở đây nhé. Nếu các anh chị mà muốn thử thách em cái gì thì các anh chị hãy comment xuống dưới để tập 3 em sẽ làm tiếp nhé. Nếu các anh chị nào mà chưa đăng ký em thì các anh chị hãy đăng ký, nhấn chuông tinh tinh và like cho em nhé. Mà à, các anh chị ạ, tuần sau chúng ta sẽ có một cuộc thi Rubik đến từ anh Ngọc Thịnh Rubik Shop tổ chức cho các anh chị. Và nếu các anh chị nào muốn thi thì các anh chị hãy mau chóng nhanh chân đăng ký. Em sẽ để ở phần mô tả nhé các anh chị.